Cú cháy tay ra ngoài của Denis Medvedev. Bóng rất hay. Phải nói là lúc này Denis Medvedev đang đạt độ cao. Không chỉ đánh bền mà anh cũng có thể tạo ra được những tình huống tấn công rất xuất sắc. Một cú phải tay cho tới lúc này. Một pha đè bóng xuất sắc của Bonacuric. Bóng ra ngoài. Lại là lỗi ra bóng kép. Rất hay, pha di chuyển quá tốt. Cú đánh hay đến từ Medvedev. Bóng đi ra ngoài. Một cú chạy tay quá mạnh của Bonacuric. 15-30. Bóng đi ra ngoài và Denis Medvedev đã thành công trong việc bẻ game sau bóng của Bonacuric. Bóng không qua lưới. Vừa rồi đó là một cú trả giá bóng tốt của Bonacuric. Bóng ra ngoài. Tiếp tục là những pha thuận tay rất hay đến từ Medvedev. 30 đều. Bóng ra ngoài, bỏ nhỏ quá hay đến từ Denis Medvedev. Rất hay. Cú running forehand có sức nặng tốt của Bonacuric. 30-0. Game đầu kết thúc, một game trắng của Bonacuric và tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3. Ép trái liên tục. Và Medvedev đã thành công, chỉ khiến cho Bonacuric có cú đánh đi ra ngoài. Bóng đi ra ngoài, đã làm cú đụng tay không thành công của Bonacuric. 0-15 cho Medvedev. Bóng ra ngoài, đó là cú chơi tay sau dây không thành công của Medvedev. 15 đều. Bóng đi ra ngoài, game đấu kết thúc và Bonacuric rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.
Từ cú trả dòng đến những tình huống tấn công của MFF đều đang được thực hiện rất tốt. Trong khi đó thì Bona Choric đang mất dần đi nhịp thi đấu của mình và liên tục mắc lỗi. Game đấu kết thúc cũng như set đấu đầu tiên đã dành cho Denis Medvedev 6 lỗi giao bóng kép của Bona Choric và tay vợt người Nga vừa lên dẫn trước tạm thời 1-0. Bóng có phần may mắn của Medvedev khi bóng vẫn đẩy sang về phần sân của Bona Choric, nhưng tay vợt người Croatia vẫn kiểm soát được tình hình 30-0. Trả giòn không thành công. Rất hay, một cú trái tay dọc dây trả giòn bóng xuất sắc của Bona Choric và anh đã bẻ được game giao bóng của Medvedev. Uống chơi trên lưới rất hay của Bona Choric. Bóng không qua lưới. Và như vậy là Medvedev đã thành công trong việc bẻ game giao bóng của Bona Choric. Thêm một điểm tốt nữa của Medvedev. Bóng đi ra ngoài, khả năng phòng ngự rất tuyệt vời đến từ Denis Medvedev. Giờ bóng không thành công. Lại không quả lưới. Bỏ nhỏ cũng không thể chiến thắng được trước Denis Medvedev. Và trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Medvedev. Anh trải qua 5 game mà không để cho đối thủ ghi bất kỳ một điểm nào. Kết thúc trận đấu một cách cực kỳ nhanh. Trận đấu mà Denis Medvedev đã tăng tốc ở giai đoạn cuối của set đấu thứ 2.